Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Trước mắt thì trên màn hình thì anh em có thể thấy được là hiện tại là mình đang quay về cái khu vực Ziggurat ở map KVK của 1871. Nếu như mà anh em theo dõi cụm KVK của 871 thì anh em có thể nhìn trên màn hình anh em thấy được cái bản đồ, mình đã có để một cái bản đồ nhỏ. Thì màu đỏ là một phe và màu vàng là một phe. Tình hình cục diện lúc mà mới vào map KVK cho đến bây giờ thì mình đã live cho anh em xem trên rất là nhiều live, thì chắc chắn là anh em cũng đã xem rồi. Thì đánh chủ yếu chính là 1871 với lại 1770, đánh ở map này là chủ yếu là chính. Còn màu đỏ bên kia chủ yếu là 1682 là đánh KVK. Tuy nhiên là sau khi mà đánh tới Ziggurat và giành chiến thắng rồi, có nghĩa là 871 với 70 là giành chiến thắng so với màu đỏ, màu vàng đánh thắng màu đỏ rồi. Thì đến cái lúc mà chia dứt ấy, không biết là 1770 là cái chạy chạy gió nằm ở góc 13 giờ, không biết là nghĩ như thế nào, nhưng mà không chấp nhận với cái kết quả là 1871 sẽ lấy Ziggurat, có nghĩa là lấy dứt cuối để lấy một sao đấy anh em. Không chấp nhận cái kết quả đó, cho nên là tối hôm qua thì bởi 1770 đã quyết định là lật kèo anh em ạ. Lật kèo có nghĩa là đấm nhau với 1871 để giành lấy Ziggurat đó. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ mình vừa vào game thì cách đây khoảng đấm nhau lúc 12 giờ đêm hôm qua nhé anh em. Thì bây giờ mình vào lại game thì rất may mắn là 871 vẫn giành được Ziggurat nhé anh em. Một pha lật kèo không 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 thể ngờ tới của đồng minh 1771, trong khi vua 1871 là kênh AB thì cũng đã mùa trước cũng đã ally với 1770 rồi. Đó, mùa trước cũng đã ally với 1770 rồi, mùa này vẫn tin tưởng ally với 1770, và cái kết quả thì anh em có thể thấy trong rất là nhiều live rồi. Cho đến bây giờ là vào Ziggurat rồi và 70 vẫn lật kèo đêm qua, 70 vẫn lật nhé anh em. Phản cả đồng minh để lấy Ziggurat nhưng mà tiếc quá là không được. Không biết là có sự nhầm lẫn gì ở đây không, nhưng mà 82 cũng mình thấy là 82 vẫn xây cờ vào trong Ziggurat để bật với 871, nhưng mà sau đó thì nghe anh em bảo là 82 rút trước. Chắc là có hiểu nhầm gì đó nên 82 mới rút ra. Còn 70 thì hiện tại là vẫn đang đánh trong Eurat, nhưng mà có vẻ là cũng thua rồi. Bị đốt hết cờ rồi. Không biết là còn một pha bật nào lại từ vị trí của 1770 nữa hay không thì mình không biết nhé anh em. Đây mình sẽ zoom cờ cho anh em xem. Chảy cờ rồi đây. Một mùa KVK không 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 biết có từ ngữ gì để nói không, nhưng mà lần đầu tiên mình chứng kiến pha lật kèo mà chính cái map KVK mình đang chơi luôn. Đây, đây là cờ 871. Còn đây là 1770 nhé anh em. Đẩy về tới đây rồi nè. Đẩy về tới gần ao ra khỏi Urat rồi nè. Đây. Đây, đây đây tất cả các chỉ dấu hôm nay mình sẽ show cho anh em xem. Full chỉ dấu nhé. Rồi, ở đây là một số các hình ảnh mà về cuộc chiến tối hôm qua đánh nhau để giữ dít với 70 và pha lật kèo 70. Đúng ra thì nếu mà không chuẩn bị trước thì có lẽ là đã mất Giu rát rồi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cũng đã nghi ngờ là 70 họ sẽ phản Ali rồi, thế nên là bên 871 cũng đã có sự chuẩn bị hết rồi. Ngay khi mà 70 lật kèo một phát là bên 871 cũng đông như kiến luôn em ạ. Rồi đây mình sẽ mở cho anh em xem một số hình ảnh của trận chiến ngày hôm qua nhé. Đây, anh em có thể thấy khúc này là đang đánh nhau ở gần Ziggurat đây anh em. 70 với lại 1871 đây. Cực kỳ đông, có sự chuẩn bị trước, thế giờ anh em địch địch đã có ý định là lật kèo rồi, thế nên là mới chuẩn bị đông như thế này. Nhưng mà chắc 70 chắc cũng không ngờ tới là 871 cũng đông như thế này đâu anh em ạ. Đông như kiến luôn. Rất may mắn là nói chung là đã đoán được từ trước rồi, bởi vì ngay từ những cái ngày đầu trước khi mà chia quà giữa cái việc là ăn dít đầu, ăn dít biên niên sử với lại ăn dít cuối thì không bên nào dám ăn dít cả. Nói chung là bên 70 đúng ra là sẽ ăn dít đầu hoặc là dít dít biên niên sử, nhưng mà 70 không ăn. Thì cái mục đích là cũng chỉ là để cướp dít thôi, 70 không đồng ý với cái việc là 871 sẽ lấy Ziggurat cuối và nhận một sao. Nhưng mà
chắc là để cho anh em xem live và anh em bình luận thôi, chứ còn mà bây giờ mình bảo 871 đánh nhiều hơn 8 bên hơn 70, anh em lại bảo mình bên 71, nhưng mà thực tế là anh em cũng đã thấy rồi, 71 đánh cực kỳ nhiều. Và ở trong cái kèo KVK này, theo nhận định cá nhân của mình thì 71 sẽ là nắm cái kèo chính nhất. Nếu mà 71 thua thì 70 không có cửa nào mà đánh lại thằng 82 hết. Đó, anh em xem map là anh em sẽ thấy, anh em xem rất là nhiều live và anh em theo dõi từ đầu đến cuối về cái cộng này mình live thì anh em đều thấy rất là rõ cái chuyện hiển nhiên đó là như vậy. Một giống như là bên 82 thôi. Bên 82 nếu như mà bên 82 thắng thì 52 không thể nào có cửa để lấy dứt được, vì 82 họ là đánh nhiều hơn. Họ là cái kingdom chính dẫn đến chiến thắng ở trong KVK. Thì ở đây 871 cũng tương tự như vậy. 871 là chính là để giành chiến thắng thắng KVK chứ không phải là 70. Thêm một cái nữa là 871 thì anh em xem thì anh em cũng đã thấy rồi, đúng không? Đánh rất là nhiều, đánh từ đều 4 cho tới kinh len luôn. Và hiện tại bây giờ là thắng rồi, đánh lấy diều rát rồi. Còn 2-3 ngày nữa là kết thúc map KVK, vẫn phải đấm nhau với đồng minh, đó chính là 1770. Đó, anh em thấy rồi đấy. Tối qua thì đánh rất là căng, nhưng mà tối qua thì mình có việc nên mình không like được. Có vẻ là bật nhưng mà không ăn thua cho lắm anh em ạ. Đấy, 70 cũng bật ấy nhưng mà không ăn thua lắm. Để 71 đông quá. Cũng may là cảnh giác trước, chứ nếu không cảnh giác trước thì thường là cái tầm 2 đến 12 giờ đêm trở đi thì 71 thường là sẽ không đông nữa. Nhưng mà tối qua thì 71 cực kỳ đông nha anh em. Vì đã tiên liệu trước là kiểu gì 70 cũng sẽ bật, nhưng mà mục đích là chờ 70 họ bật trước. Một pha chắc là mình cũng không biết phải bình luận như thế nào cả, để cho anh em xem live, anh em đã từng xem live, từng theo dõi về cái map này rồi thì anh em cũng có thể bình luận. Mà mình cũng thấy một số anh em chơi bên 70 có cái nhận định là 70 xứng đáng nhận Zurat hơn, giữ dít cuối để lấy một sao hơn. Thì anh em, nếu mà anh em theo dõi từ cái map KVK kèo trước cho đến giờ, kèo trước là cũng bắt đồng minh với 70 nha anh em. Và cái kết thì chắc anh em xem thì anh em cũng thấy đánh như thế nào rồi. Và mùa này cũng tương tự như vậy, 871 cũng đánh từ đều 4 tới Zurat. Nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là 70 vẫn không phục. Không biết là có một cái tác động nào từ bên ngoài không, mà mình nghĩ là chắc chắn là có một cái tác động nào đó. Tác động đến từ những người chơi Việt Nam cũng có. Thì chính vì vậy thì nó mới xảy ra một cái mâu thuẫn là 70 không đồng ý với cái việc là 71 lấy sao cuối. Này, mình đang xem live của Rock Gaming nhá, tối hôm qua có live lại. May là có live lại khúc này để sau này cho anh em còn hỏng còn xem 70 phản đồng minh như thế nào. Đây là hiện tại là map như vậy, là cờ vẫn đang nằm ở cờ 70 và vẫn nằm sát Urat nhá. Và cái mục đích là rất rõ ràng, vì 70 xây rất là nhiều cờ vị trí giáp cờ với 71. Thì chắc chắn là một người chơi, nếu mà không có rành về game lắm, cũng biết được cái mục đích tại sao lại trồng tới 2-3 cây cờ ở vị trí giáp cờ với 71, là chỉ có cướp Zurat mới làm điều đó thôi, đúng không anh em? Chàng vào đấm nhau để giành dứt. Nếu như mà không có sự chuẩn bị thì chắc chắn là vào cái thời điểm 1-2 giờ sáng là 70 đã off, 71 off rất là nhiều, bởi bây giờ đó Hàn Quốc ngủ. Mà nếu mà 71 mà không có sự chuẩn bị thì mình tin chắc là chắc bây giờ là có khi mất dứt rồi. Dứt nó đóng lại rồi anh em. Và ở đây có sự trợ giúp của 1682 nữa nè anh em, thấy chưa? 1682 đang đến. Nhưng mà 871 sẽ chiến đấu với gió, với chạy gió. Mình thấy anh em 871 bảo là cũng có đánh cả 82, nhưng mà chắc là hiểu nhầm gì đó, nên một lát sau thì 82 rút khỏi kênh lane không đánh nữa. Đây, đánh tới 1 tiếng rưỡi nè. Chắc đánh 1 tiếng rưỡi là 70 bắt đầu ọp nhiều rồi, vì cảm giác là bật không lại nữa rồi anh em ạ. Bật không lại nữa rồi. Đây, nói chung là để cho anh em xem và anh em tự bình luận và cảm nhận thôi anh em, chứ mình sẽ không bình luận trực tiếp về cái cách chơi của 70 ở trên video cũng như trên live, vì nên vua 871 quyết định là không cho mình nói bất kể điều gì về 70 hết. Anh em tự xem và anh em tự đánh giá thôi. Anh em theo dõi ngay từ đầu cho đến bây giờ thì chắc là anh em cũng biết ai là người xứng đáng giành Zurat rồi, đúng không? Nhưng mà trong khi đó là 71 là đã tin tưởng 70 đến mức độ mà mùa trước đồng minh cũng Ali cùng một mùa KBK và cũng thua, nhưng mà vẫn tin tưởng để mùa sau vẫn tiếp tục bắt Ali. Là mùa này nè anh em,
vẫn tiếp tục bắt Ali là đánh KVK, nhưng mà thật không ngờ. Rồi còn anh em nào muốn xem full về cái live hôm qua khoảng 1 tiếng 36 anh em xem trên Rock Gaming có live lại nhé. Đó, R4 của 871 có live lại cho anh em xem. Còn mình thì chỉ tóm tắt chi tiết như vậy thôi nhé anh em. Rồi ok, chia sẻ một chút để cho anh em có một số nhận định về 1770. Chứ mình thì sẽ không nói gì thêm. Nói nhiều đâm ra nó dở đúng không anh em? Nói nhiều đâm ra nhiều khi mấy ông Việt Nam lại đi dịch thuật sai nữa, khổ nữa. Lại bị xóa video với lại gỡ thumbnail nữa chết. Ok, bye bye anh em nhé.